Những Người Cùng Khổ là tiểu thuyết của văn hào Victor Hugo, được xuất bản vào năm 1862. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới vào thế kỷ 19. Bản thân Những Người Khốn Khổ có rất nhiều câu chuyện, nhân vật với những cuộc đời khác nhau, nhưng sợi dây nối của những mảnh đời riêng biệt này lại là câu chuyện về Jim Valin, người cựu tù khổ sai, người đang cố gắng sống trong một xã hội tốt đẹp nhưng lại không thể thoát khỏi quá khứ của mình. Cuốn sách là sự phản chiếu chân thực nhất hiện thực xã hội đầy tối tăm lúc bấy giờ. Tấm gương phản chiếu cuộc sống, lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống, Victor Hugo đã vẽ lên những nét vẽ vô cùng chân thực về một xã hội đểu cán, tán tận lương tâm, nơi mà đồng tiền có giá trị lên tất thảy. Bối cảnh diễn ra tại Pháp chủ yếu là Paris và giai đoạn này là nửa đầu thế kỷ 19, thời kỳ hỗn yếu là Paris. Thời kỳ hỗn loạn ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng. Xã hội nhiễu nhương của Pháp đầu thế kỷ 19 khi coi người khốn khổ đồng dạng với tội phạm cần nghiêm trị dưới chính quyền tư sản nói riêng thời bấy giờ. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jim Valin, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Tác phẩm lấy cuộc sống của những con người nghèo khổ làm trục xoay, trung tâm là những con người nhỏ bé và xung quanh nó là sự khốn nạn của chính cuộc đời. Thời kỳ này, sự hỗn loạn bao trùm lên châu Âu, ngay từ nhan đề đã dự báo trước một án văn ngập nước mắt. Khi mà giá trị của con người bị chà đạp không thương tiếc, Jim Valin xuất hiện dưới góc quay là một người tù khổ sai, bởi vì khi là một chàng thanh niên nghèo, ông đã ăn cắp một chiếc bánh mì về cho gia đình đang bị chết đói của mình. Lúc vào tù, Jim Valin run sợ, khóc lóc, đến khi ra, anh thành một người thản nhiên, trơ như đá. Con người bị pháp luật hất ra ngoài xã hội lúc ấy, nhìn loài người với cặp mắt giận dữ. Trong một xã hội mà pháp luật không có tình người, người phụ nữ phải bán đến những giá trị cuối cùng để có thể nuôi con, người đàn ông phải trộm cắp để sống. Đớn đau thay những người có quyền ngang nhiên đặt họ ngoài vòng pháp luật. Những Người Khốn Khổ đã phản ánh vô cùng chân thực một hiện thực muôn vàn đau khổ. Giá trị của con người, bông hòa giữa sa mạc khô cằn. Victor Hugo là một nhà văn với ngòi bút lãng mạn, chưa bao giờ quên giá trị thực sự mà văn học hướng tới. Ý là những hạt ngọc trong ngần, ẩn sâu trong tâm hồn của con người. Tác phẩm là một thước phim quay cận cảnh từng số phận của con người, vừa làm nổi bật sự thống khổ của những con người nhỏ bé, vừa làm sáng ngời những vẻ đẹp không thể dập tắt của họ. Valin được xây dựng với hình tượng của một anh hùng có lý tưởng cao đẹp, có tình yêu thương rộng lớn. Ông yêu Cosette như con, yêu nàng như mẹ và yêu nàng như em gái. Tình yêu của những người khốn khổ ấy cao cả, thiêng liêng vô cùng. Thậm chí, ông còn lấy ơn trả oán, xin tha cho Javert và cứu sống kẻ đã đẩy mình vào sự khốn khổ vô bờ của việc chạy trốn. Đó là sự lãng mạn hóa nhân vật của tác giả. Ông đã gửi gắm những thông điệp lý tưởng vào trong những nhân vật. Ngoài nhân vật chính là Jim Valin, chắc chắn người đọc sẽ không khỏi ấn tượng với những nhân vật khác như Fatin, Jagop, Enrova và Efonin. Tất cả họ đều mang trong mình một vẻ đẹp sáng ngời, đặc biệt là Fatin, một nhân vật phụ nhưng gây ấn tượng không kém nhân vật chính, đã thể hiện vẻ đẹp của một người mẹ theo cách thiêng liêng nhất. Khi sẵn sàng bán đến cả những sợi tóc, những chiếc răng và cả bản thân mình để có thể nuôi sống những đứa con bị người bố bỏ rơi của mình. Những nhân vật nghèo khổ theo một cách nào đó được sự che chở giữa cái bóng của lý tưởng đẹp đẽ. Nhà văn đã rất thành công khi làm nổi bật được vẻ đẹp bị lẩn khuất của họ. Khát vọng về một xã hội của tình thương. Victor Hugo là một nhà văn có niềm tin mãnh liệt vào tình thương. Ông cho rằng giữa người với người chỉ cần tồn tại tình thương thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Khi pháp luật và văn hóa còn đày đọa con người,
còn dựng nên những địa ngục giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng lên thiên mệnh. Khi ba vấn đề lớn nhất của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm chưa được giải quyết. Khi ở một số nơi đời sống còn nghẹt thở, nói khác đi, và trên quan niệm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại, thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích. Chính nhà văn đã tự nói về tác phẩm của mình như thế. Ông tin rằng tác phẩm của mình là nơi có thể cứu rỗi được tâm hồn của con người, gieo cho họ những hy vọng về cuộc sống mới, vừa là nơi để họ nương tựa tạm thời, trốn thoát khỏi cái hiện thực đầy đọa, tán tận lương tâm. Jean Valjean là một vị thánh, vì thứ pháp luật văn minh nhưng vô nhân đạo kia mà khoác lên mình một chiếc áo của tên tù khổ sai. Nhưng cuộc đời khốn khổ của ông đã cứu rỗi được biết bao nhiêu mảnh đời khốn khổ khác. Nhà văn đã gửi khát vọng cao đẹp của mình vào những nhân vật này, khát vọng về một thế giới lý tưởng, không có thứ luật pháp giả dối, mọi thứ đều được giải quyết bằng tình thương. Những người khốn khổ xứng đáng là một tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại. Không quá khi nói rằng đây là một bản hùng ca cho khát vọng chính đáng của con người, níu kéo những giá trị to lớn nhất và đả kích những thế lực làm con người đau khổ.